con khoai. Ok, hello chào các bạn, mình tên Hùng Kaka. Ok, hello chào bạn, mình tên Đông Bao Nụ. Chào các bạn. Chuẩn bị có khoai món ăn, món đặc sản. Chào cô kể. Đấy mọi người, như hôm qua là anh em mình có bới khoai cùng người dân rồi. Thì hôm qua là cũng là có nấu đồ ăn trước rồi. Thì để hôm nay thì mời nấu cho tất cả mọi người cùng thưởng thức cái món khoai lang Việt Nam mọi người nhé. Ê, khoai anh em mình cũng nói người dân là rửa sạch sẽ được các bạn ơi. Đấy, tí bỏ lên luộc. Không nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Sao sẽ mua thêm một ít đường mọi người nhé. Đường, đường. Nhớ nó khoai này khoai ngọt sao? Thì ai muốn chậm thì chậm. Vì bên người chậm bên này là thường ăn. Thực ăn thì ăn rất rất mặn. Mà cái đồ khác thì ăn rất là ngọt mọi người. Trồng khoai đỏ mà nó ra khoai trắng. Cả đỏ cả trắng hay. Cái cần hết tình nó tả củ nó tỏ tàn nướng hay hả? Nướng một ít nướng củ vừa vừa như này, nướng củ như này mới nhanh chín này, nướng củ to trong không chín đâu. Em nào dục rồi thịt thật ăn củ khoai nướng không tí nè bây giờ đây củ này tí nướng củ có nướng trong than ở trên là nấu là luộc, còn ở dưới là sẽ nướng mọi người nhé, để cho mọi người những người dân là thử hai loại, một loại là luộc, loại là nướng lớn đấy. Thì bây giờ anh em mình sẽ không nhiều khoai như quán thằng làm cả ít bánh khoai nữa thì hay. Hôm sau đợt sáu trong sau. Đợt sáu trong sẽ làm những cái món về khoai. Về khoai. Khoai khoai toàn khoai. Đã nhiều năm rồi. Ôi tôi thôi. Khoai khoai toàn khoai. Batata, 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 batata. Soto do dia come batata. I don't know. Massa no. Cuba no. Tôi come batata. Sì. Cùng chuẩn bị một cái nồi thật to mọi người nhé. Đấy, cái nấu ở đây con nữa là sẽ để một ít củ, củ to là sẽ nướng cho người dân thưởng thức. Nướng xong này hết không nhỉ? Cho vào đi. Cho vào nấu. Đây. Ừ, yeah. Anh ra vài mét tỉ nhá. To xuống dưới, nhỏ lên trên. Ô tí thì cũng nhỏ gì. Grande mới ta bài số. Ok. Cái kè nó mới ta lành xe mà. Tại bình. Cái bước của đợi bình. Tại bình. Đúng rồi. Củ to là phải 5 dưới, củ nhỏ là 5 trên. Ok nhé các bạn, thì anh em mình là cũng đã luộc cùng người dân là luộc xong khoai rồi. Và đây cũng khoai nướng rồi này. Củ khoai nướng này các bạn này. Khoai nướng cũng nóng nhá. Đấy. Bây giờ là cũng tất cả tem nông nghiệp mới là cũng đã lên trên này cả rồi. Bây giờ là để cho mọi người cùng ăn luôn. Mới cũ là cũng như nhau cả. Đây là có thành quả là phải chia đều các bạn nhé. Để em người lớn như đều có đều quá. Đều có hết. Mỗi người có một củ khoai nướng. Rồi. Đen đi. Đen thúi ơi. Đen thúi. Dài, dài mà còn đen các bạn ạ. Đen. Có mi du ta phê tu. Sai hồn đi. Alleluia. Ta phá dân ta. Nhìn nó trắng chéo này đi ăn nhìn mất cảm tình. Dạ. Đó là bây giờ bây giờ mai bây giờ đi tôi nữa. Giờ để khoai ăn khoai luộc trước, xong khoai nướng này có ít để tí. Ừ. Ăn từng thứ một xem cái nào ngon. Mẹ ơi, sao nhá? Mẹ sẽ được coi. Đã tu ta và trên này uống nó coi vai chỉ là mai tôi về. Vai coi xí gầy. Alleluia. Muito obrigado, senhor. Não, cara, vai só dividir. Eu vi, eu vi tudo. Rabo. Mas já lembra. Deu um gudu lá. Fala com a mão, embato. Amor. 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 Ngoan không? Tuyệt vời không? Vui à? Vui à?
Chào bé ba. Khoai. Ngon. Tuyệt. Vậy. Khoai. Việt. Nam. Nam. Ngon. Tuyệt vời. Tao Thank you.
Bây giờ khoai nướng mọi người nhá. Ai ăn cô khoai nướng đi. Ai ăn cô khoai nướng đi. Ai ăn cu khoai nướng nè. Ta vâng. Ai ăn cu khoai luộc nè. Ai ăn cu khoai luộc nè. Cam à ra tận mua. Cam à. Khoai toàn khoai. Đã nhiều năm rồi. Khoai toàn khoai. Ngon. Khoai toàn khoai. Đấy mọi người, thì hôm nay là anh em mình là cái chỗ khoai hôm qua thu hoạch ấy, hôm nay là hủ lên cũng như là gọi là luộc lên ấy, cũng như là nướng lên cho các em nhỏ cũng như là các người dân gọi là ở trong nồi nông nghiệp cũng như là tất cả bản em mọi người nhé, là thưởng thức cái thành quả của anh em chúng tôi cũng như là người dân làm ra, để tiếp tục là thời gian tới là sẽ nỗ lực hơn nữa và có động lực để làm việc đấy. Chỉ khoai khoai toàn khoai. Đã nhiều năm rồi. Anh có kể. Đấy thì bây giờ cùng mọi người đã ăn xong rồi mọi người, thì bây giờ cùng đến đâu mọi người nghỉ ngơi. Thì video này anh em mình cùng xin dừng tại đây. Mọi người thấy video này hay, video có ý nghĩa thì hãy nhớ cho anh em mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Nông nghiệp Việt Nam ở Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có động lực giúp đỡ người dân cũng như là các em nhỏ mồ côi ở miền núi Châu Phi mọi người nha. Nhiều năm rồi. Khoai khoai toàn khoai.